Anh rể của nạn nhân có mặt tại hiện trường khẳng định, trên mặt em tôi bầm tím, cả bụng và mạng sườn cũng bị thâm, dưới chân trái còn có vết chém dài và sâu, đặc biệt não còn bị vỡ, lúng, nhìn là biết bị đánh chứ không phải tự ngã. Đi chơi với bạn thân rồi mất tích, những ngày này, dư luận đang hết sức quan tâm về cái chết của Nguyễn Tuấn Anh, sinh 1986, trú tại phố Cả, phường Hội Hợp, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Người nhà của nạn nhân cho rằng Tuấn Anh đã bị giết hại và hung thủ có quan hệ gia đình đến một vị quan chức trong tỉnh. Trong nỗi đau đớn, em gái nạn nhân là Nguyễn Thị Đê, sinh 1987, kể lại, khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 3, Tuấn Anh đi ra ngoài ăn nhậu cùng với một người bạn thân tên Hiệp, cũng là chỗ họ hàng xa. Do hai người thường xuyên đi chơi khuya, nên việc Tuấn Anh về muộn, gia đình cũng không để ý. Tuy nhiên, đến khoảng 3 giờ ngày 15 tháng 3, không thấy chồng về, vợ của anh trai tôi là chị Nguyễn Hữu Thương đã đi tìm và đến tận nhà Hiệp để hỏi xem chồng mình đâu, thì Hiệp nói không biết. Thất vọng không tìm được chồng, chị Thương về báo cho cả gia đình đổ xô đi tìm kiếm nhưng cũng vô ích. Tới 8 giờ ngày 15 tháng 3, mẹ của nạn nhân thấy chiếc xe máy của con mình dựng ở nhà mẹ đẻ của Hiệp. Mới tới mà Hiệp hỏi lần nữa thì người này mới nhận rằng Tuấn Anh khi đi chơi tối đã bị nhóm đánh, nhưng không nói nặng nhẹ ra sao. Nghe tin như vậy, gia đình của Nguyễn Tuấn Anh đã báo lên cơ quan công an và đến 9 giờ 30 ngày 17 tháng 3 mới hay tin Tuấn Anh đã chết ở dưới cống nước. Hiện tại, phía cơ quan điều tra đang làm rõ Hiệp có liên quan đến cái chết của nạn nhân hay không và liệu có phải Hiệp đã chứng kiến Tuấn Anh bị đánh chết nhưng không dám nói vì sợ bị trả thù. Trong một diễn biến khác, trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Kim Soạn sinh 1971, chủ quán ăn nơi Tuấn Anh và Hiệp ăn đêm hôm trước khi Tuấn Anh bị mất tích cho biết. Khoảng 0 giờ 30 ngày 14 tháng 3, Tuấn Anh và Hiệp có tới quán của nhà tôi ăn khuya cùng với một số người bạn khác. Trong quán lúc này cũng có một nhóm thanh niên khác ngồi bàn kế bên. Vừa ngồi xuống được một lát thì tôi bỗng thấy hai nhóm có lời qua tiếng lại nhưng không cãi vã. Sau đó thấy Tuấn Anh và Hiệp đứng dậy đi về trước. Sau đó chừng vài phút, nhóm thanh niên bàn bên cạnh cũng đứng dậy trả tiền và nhanh chóng đi ra ngoài. Mấy hôm sau, thấy người dân nói Tuấn Anh đã chết, tôi cũng hết sức bất ngờ. Khám nghiệm thi thể lần thứ hai. Quay trở lại với vụ việc, sau khi phát hiện thi thể Tuấn Anh dưới cống nước, ban đầu, cơ quan khám nghiệm xác định dấu hiệu chết là do ngạt nước và đưa trả cho gia đình nạn nhân để tiến hành mai táng theo phong tục của địa phương. Tuy nhiên, mấu chốt của vụ việc bắt đầu từ đây, khi người nhà nạn nhân cũng như hàng trăm người dân chứng kiến vụ việc bằng mắt thường cũng nhận ra rằng trên thi thể của Nguyễn Tuấn Anh còn lưu lại quá nhiều dấu vết thể hiện bị người khác đánh đập và giết hại. Anh Thanh, anh rể của nạn nhân, người cũng có mặt tại hiện trường khẳng định, trên mặt em tôi bầm tím hết cả, cả bụng và mạng sườn cũng bị thâm, dưới chân trái còn có vết chém dài và sâu, đặc biệt não còn bị vỡ, lúng, nhìn là biết bị đánh chứ không thể tự ngã mà có vết thương đó được. Bác Tê, một người dân ở gần cống nước cũng có ý kiến tương tự. Tôi có ra hiện trường và được nhìn thi thể của nạn nhân, rõ ràng trên người có rất nhiều vết thương, nhất là vết lúng sọ như bị người khác cầm gạch đập vào đầu. Chính vì nhận ra sự oan ức trong cái chết của Nguyễn Tuấn Anh, cộng thêm sự kích bác của một số đối tượng quá khích, phía người nhà nạn nhân đã tiến hành bê quan tài diễu phố, khiến cả thành phố Vĩnh Phúc được một phen hỗn loạn. Trước diễn biến đó, trong ngày 18 tháng 3, phía cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm tử thi lần thứ hai thi thể của Nguyễn Tuấn Anh và ngay trong buổi chiều cùng ngày, phát biểu với báo chí, ông Đỗ Tiến Hoành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã khẳng định nạn nhân chết do tác động của ngoại lực. Nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân là do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Nạn nhân bị giết trước khi đem ném xuống nước. Hiện tại, phía cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt giam 4 tháng đối với 5 đối tượng liên quan và khởi tố hành vi giết người. Sau khi nạn nhân được khẳng định là đã chết oan, phía người nhà nạn nhân đã chấp nhận đưa thi thể về chôn cất. Tuy nhiên, nỗi đau đớn vẫn chưa thể dứt khi người nhà chưa biết hung thủ nào đã ra tay sát hại Nguyễn Tuấn Anh.